Chút gì đấy, Chim á, chắc chim cái lũ tự à. Là chim mơ rửa nhé, tôi đang loát nó qua lại một chút gì đấy, kéo được này chim á. Tiến tiến mời anh ấy, mời ông ấy, ông quát tên đấy, mời mời ông ấy đi, ông quát tên rồi đây, mời thằng ở ngoài alo kìa. À, anh kéo vào được rồi. Thế thì ấy không cần tên được. Kéo vào được nhau, gặp nhau cái lộn. Để server nào mà nó không có hack cái ông ạ. Ad đi không ơi, ad đi nào. Đây đang vào lại đi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Có đủ tên không
đây cho con. À rồi, rồi, rồi. Không nào bị đi alo thì chat trong game ấy nhá, nói trong game để tôi mở. Tiên thấy FPS hơn 80. Này. Map này không nhả nhà đá thì quá phí. FPS giật quá. Ờ tôi muốn chắc mua kho, phải sang đất tìm. Cái gì à? Ờ kho bên dưới không có người kìa. Có một thằng kìa, có một thằng. Sau, kho sau lưng này có, kho trước mặt này cũng có. Một thằng bên cạnh tôi có thằng. Thấy thằng đấy rồi. Ôi. Súng ba cú ấy. Tôi yếu tay đó. Sao không để kho không để gì đấy em gì à. FPS ơi là FPS. Rồi tôi xuống với ông đây. Có một thằng à. Tôi đây, đây. Nó đang bên kho bên kia rồi. Nó kho bên cạnh tôi nha. Ok ok ok. Nó nhảy có mình thôi nha. Biết rồi. Có thể nó solo. Hit 1-3 đó. Thế thì phải giết đó. Trời, tôi rút hết tiền. Hả? Anh cứ rút hết tiền thôi đi. Đang xuống rồi. Bắn đấy. Sao mắc tin của mình nói mà. Trời đá. Bài. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Có địch lại bị giật. Lốc. Ê, nó chết đẻ đông kia này. Nhìn này. Ê, nhìn này, nó chết đẻ đông kia. Vãi. Thằng đi tới đắp bà chồng vãi luôn. Lốc à? Lốc mà. Tem nhảy bên kia phải. Phải xem phim sớm. Em ngồi xem phim. Máu quá, từ từ thôi. Đâu tôi đang đúc mà nó chạy ra thấy tôi luôn. Bài mẹ. Cái nhà kho này có xe máy đi lên đồi nhá. Xe máy đi lên đồi cho mình vừa xuống ấy. Ông ơi, công bên trái luôn này, công sang trái luôn này. Ngập tem kia, tem của nó bên này luôn này. Tem nó nhảy kho bên này này. Kho bên nào? Kho bên này làm gì có, tôi đang kho một kho 105 cơ, kho cuối 105 á. Sao quẹ cái đồi đi. Ui giời ơi, hai xe máy vừa lên. Quẹ đồi làm gì? Giật mình. Đồi chỗ mình vừa nhảy đầu tiên ấy.
Ở gần đây người nút rồi này. Rồi tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, đây rồi. Đốc 1. Đốc 3 này. Còn 2 thằng tiếp tục. À, đằng sau ông kìa, đằng sau với ông kìa. Bên trái, bên phải, bên phải, bên phải với ông ấy. Rồi. Ngoài này tôi chưa thấy nó này. Ông không cần tên nha, bắn mà mình cẩn thận nha. Ô địt mà nó cứu rồi không ạ? Nó ở chỗ nào, chấm nó rồi. Chỗ nhà tôi này. Ôi giời. Má bị lag địt con mẹ nó. Bắt đầu rồi. Sao vậy? Má FPS bị giật địt mẹ mày. Tổ mấy ông công dưới này trước đi, rồi có hai thằng. Tem nó mà, tem thằng vừa mình giết ở kho đấy. Ok, thằng kia. Bắn lỗ lại lồn đi. Tầm đấy ông giữ chuột phải thôi. Bắn tầm cũng được nhưng mà các bạn nó đứng sát tường quá mình nó định được. Địt mẹ bé bị ép tụi mình nhảy. Kiếm đến game đầu mình phải động thôi. Động quá. Phải động thôi, tới game sau cũng đừng phải động nhiều quá. FPS kỳ thật đấy. Nhảy lên tọa là sao ta? Ôi ra đâu bắn được cầm bè đâu anh. Gô già lắm gấp còn bè bá quá. Tôi bắn cũng được gô già nha. EUG với gô già nào ngon hơn? Ngô gia ngon hơn chứ, ngô gia nó đạn bảy nặng, nó sát thương nhiều hơn mà. Nhưng mà đạn nghe vẻ cũng không nhanh mà. Nhanh. Nhanh nhanh chậm thì không phải mấy giây thôi. Mà đạn giờ thì nó nhẹ hơn rồi. Với cả đạn bảy nó nặng, nó sát thương nhiều hơn ông ơi. AUG ông sợ ông sấy 5 viên đúng không? Thì mày ngô gia sấy 3 viên. Đến viên thứ tư là ông nằm mẹ rồi. Phá đạn bảy nó ghê lắm. Đây đâu? Đây này. Địt mẹ, sao đấy sấy lỗi thế nhỉ? Má FPS tôi bị giật tôi mới chết quả đấy. Mẹ nó.
Cái thằng mũ 3 tôi bắn 2 phát được cổ. Chết. Không mất mũ mới hay. Không, một tem kìa, hai tem kìa. Ba tem. À, tôi nhìn nhầm. Ba tem ấy. À, lạc quá. À, mình chưa xuống dù với ông nào đã chạy cực cực cực. Ghê thật. Má chạy một vòng cũng gì luôn. Đấy rồi, bắn 2, bắn 4 thì không được rồi. Đâu quá. Không có súng luôn đấy chứ. Chạy xuống khu trường học đi, khu bên mình clear mà. Xuống rồi đi. Đây nó có độc phải tự nút thôi. Đâu anh nhảy xuống sao vậy? Số 3 theo tôi, số 3. Hai ông kia đi đầu đấy, hai tôi với ông xuống đầu này. Dọc bên mình là clear mà. Ở đây súng này, ông ơi quay lại đây tôi cho khẩu súng này. Quay đây lấy khẩu súng đi, có người. AK kìa. Không, ông bắn xuống đấy thôi. Và ai cờ lò thanh niên cho S12K. ông còn đòi đánh bắn AK để tôi bắn S12K. Đưa cốt 8 đây. Mẹ, đưa cốt 8, cốt 15 đây. S12K, cốt 8 à, chắc đấy. Tôi sai lần luôn nữa này. Ê, cái sai lần AR lắp vào S12K thì nó vuông, hình vuông đi nhá, nó không tròn đâu. Tôi có lựu đạn rồi. Ông nút dưới, tôi nút trên thôi. Nghèo thế. Đéo không cái gì luôn, cả cái kho. Bắt được khẩu một bên. Cái gì có thằng nút rồi. Chưa có gì. Chạy nhông nhông ở đường nhé. Ô, đây rồi. Cái kho này tiến nút rồi à? Kho này này. Đâu? Đây. Ở vào. Hay khó trước mặt đây ông ơi. Khó trước mặt này mà. Lút rồi. Lút rồi á. Bên mình lút rồi. Phải. Không phải tôi lút. À tôi thấy súng rồi. Ôi hiểu quá, tôi thấy súng rồi. À đây. Ai biết được súng. Anh game ấy phải đúng tí nhỉ. Ông số 4 nó qua đây với tôi này. Đi xa đấy. Đi kiếm sống rồi cái đám này. Điên gần nhau nhá. Số 3 có giáp 2 chưa? Cạnh tôi có giáp 2 này. Tôi lấy mô tô đi khuấy động nhá. Đúng lắm đấy, chết luôn đấy. Xe chúng tôi nè. À. Còn gần phút kia. Có một thằng của tôi nằm không ơi. Xuống đây. Đây đây đây, đây. Hướng nào, hướng nào. Trong cái nhà luôn, trong nhà luôn, nó vừa phóng xe tới nè. Đem bom rồi, đem bom rồi. À, nó treo tường kìa. Nó vô nhà rồi, nó vô nhà rồi. Vô công không? Trời. Đấy, xem đem vào đâu nhá. Đấy.
thịt vãi lồn. Má. Yếu rồi mấy ông ơi. Nó sắp chết rồi. Sai. Công cái nhà này mà mấy ông công cả thế thì chết rồi. Ông kia vô sớm quá, thử tiên bật cửa ra mất. Nó chỉ có ở chỗ đấy, các bạn là mình. Công cái chung cư mà mấy ông công kiểu này thì chết. Ông đã ông bật cửa nhắn. Từ từ ông ơi, từ từ, nó đang ngồi ở phòng nào đấy, nó đợi mình. Đi chậm thôi. Đó, cái phòng bên trái ông ấy. Nó bên ngoài không ơi. Xong. Hay rồi. Để tôi cầm 14 ông ơi. Có đít rồi. Nó chết luôn nhá. Sức bình tĩnh. Công sang đi giờ. Em phải ép giật quá. Ông có thiếu bạn lại thêm không? Tôi có. À, kia, thấy rồi. Hướng. Có chấm rồi nhá. Hướng L. Đây nó chạy vào cái nhà chung cư đỏ trước mặt mình nhá. Ok. Chấm xanh. Một thằng. Tôi có bắn đạn mà động thay nhanh à. Lấy súng căn bắn ạ, À không. Ê, thính trước mặt mình hướng E này. Đi đi. Đây, bắn nhau. Ôi đi.
Giờ đừng có xe đi ông ơi. Lấy xe ở ngoài đường đi đi. Đây là chỗ này lúc nãy có xe mà. Đây xe máy này, xe máy này, xe máy này. Nhanh 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 nhanh. Đi 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 ra đi. Đấy ở chỗ đấy. Má đó. Ba thằng. Tem luôn. Ngủ quá, vào sớm. Rồi. Và từ khác nữa. Trên đồ là đi được con khẩu gì đấy, M24 à? M24 à? Rồi dừng đi ông ơi, dừng đi được rồi. Bom, bom, bom. Nó lên, trước mặt luôn. Tự nhiên nhảy lên làm gì không biết. Đấy cái nhảy. Điên con mẹ rồi. Tự nhiên nhảy lên thì... Chiến thuật ông ơi, nhảy sau thấy gạch chứ. Clear. Có 6 thằng à?
mỏ mẹ đi. Fuck. Ai bắn DB không? Tôi cho khẩu DB này. Bên cạnh khu mình có một team nha. Anh em cứ nhặt súng bắn nhau, tôi nhặt phụ kiện nữa. Tôi đéo súng. Ui đi mẹ. Tôi có ba cái cầm be nào phải không? Bắn luôn trong một căn nhà. Cho mượn nắp vào khẩu lục. Tôi có handgun này. Lục có handgun này lấy không? Có. Handgun là gì? Gần thân của nó có kích đâu. Ham lắm, ham lắm. Đó khu bên này này. Ông ấy chưa có súng mà, sao khu bên này cho tôi nút cái đã. Tôi có một cái. Nó nhảy kính sát tôi. Số mấy? Trên nhà tôi có cái giáp 2. Số 2. Hai ba tem lận nha. Bên đó hai ba thằng lận bờ đấy, tôi thấy lận bờ. Trên nhà. Ấy, gần tối lắm này. Nếu có súng để bắn. Nó vẫn nhảy kính sau nhà mình. Đấy, có thằng chết trên ngoài hành lang ở đây này. Trước mặt tôi này. À, có một thằng một nhà 195 này. Em ơi. 230 có mình. Giảm thanh các kiểu này. Tôi là số 1, à số 3 đấy. Cái nhà bên 195 này, để tôi chấm cho. Đây, đấy. Có một thằng đối diện nhà ông nha. Đối diện tôi đang ra, nó vừa bắn tôi xong. Ừ, thằng đấy đấy, tắt chấm luôn. À, nó trên lóc nữa. Kìa, cái cửa sổ kìa. Đông rồi. Ê, chấm này, thằng nữa kìa. Đông rồi. Ở đây trong nhà, vô cứu. Vô công luôn, nó còn một thằng. Công luôn. Ây, bóng ngược lại. Nhục quá rồi. Lên luôn. Mày lắm. Cho nó chết mẹ. Còn thằng nữa mà. Ông ơi, cho tôi khẩu súng. Nó cứu mẹ rồi, mình đéo được cứu. Ồ, mấy ông lấy súng ghê đấy. Nhập nhằn thế, địt mẹ, nhập nhằn đấy rồi. Ôi, mẹ của UMB vừa thấy đây, sao lại bắt. Ồ, nó bắn tôi. Nó không vào hay sao ấy. Có phải nhặt bom không? Nó kìa. Má ông kiểu lượng nhanh thật. Ôi mẹ ơi. Như một cái máy. Không được cái gì luôn ạ. Ủa em có thằng ngoài sao kìa. Ôi có bán của Victor. Bán Victor luôn. Nút từ từ cho anh em nút với tôi đéo có đồ này. Đây ông này bắn cầm be, tôi có cầm be này, tôi cho cầm be này. Tôi
đạn 7 này, ai bắn lấy đạn 7 không? Tôi còn có 19 viên à, nè, tôi có 111 viên đạn săn nè. Nó thằng ngoài, nó thằng ngoài mấy ông ơi. Đây đây nha. Qua đây, tôi cầm bé này. Nó vô kìa, nó vô kìa. Cho nó vào mà ông chạy như thế thì bố nó cũng đéo dám vào. Ô nó công bình thường đấy. Để tôi ngồi đây cho. Bọn ông ngồi canh người đấy. Để xoay ra ngoài đấy. Ngồi yên. Nó nhà bên kia ông ơi. Xuống chưa? À đây đây đây. Sao nó ngoài đường? Nhà đối diện. Tôi xuống rồi nha, tôi xuống rồi nha. Từ từ. Từ rồi, chậm rồi. Có bom không? Có bom không? Có bom không? Nó ngay trước mặt tôi đấy, mẹ. Đâu? Nhà đối diện. Cơ số kìa, cơ số kìa. Rồi, xong rồi. Chết luôn, chết luôn. Từ thôi. Từ thôi. Lột mẹ Uzi à. Chả có cái mẹ chứ. Uzi biết cái gì chứ. Đã lột. Cái S này. Chắc chưa đâu, vẫn còn đấy. Đuổi 6 thằng. À, đến chết 5 thằng rồi, chắc hết rồi. 5 thằng mà thằng này là chết luôn. Thằng này chết luôn thế chắc đồng đội thằng này chết từ trước rồi. Bọn kia bắn chết. À tôi bắn cậu DB khó rồi. Rồi đi lút đâu mấy ông ơi? Đi lút đi. Đi làm giàu thôi, nghèo quá. Nhà trước mặt bên này chưa lút này. Thì đâu, nó không lút được đâu. Ủa quá cậu bé to vùng kịp bắn sướng thật chứ. Bắn lô 2 với tôi nè. M4 với cả AK thì khỏi đầu ngon rồi. M4, tôi thích bắn M4, ông bắn M4, ông đưa AK cho này. Tao không có M4 chưa? Tôi chưa có M4, tôi không có AK. À đây đây, qua đây để. Số mấy? Số... tôi là số 1. Ok. Tôi cũng xong cái nhà đó. Nhà lút rồi. Nãy ông kia, ông nào kêu vào, kêu bom á. Kêu bom, tôi có bom khói rồi, tôi ném nó rồi. Cái bom lắm ở đây nhỉ? Ê, ông có đạn đưa đạn săn nhiều không? Đạn thành còn trăm viên. Ông bắn ra ca cái gì? Ừ. Cô phụ kiện SKS là vụ nhá. Đó là... tôi có bắn đạn. Bắn đạn với cái đít. Ờ, tôi tìm bắn cân nè. Tôi bắn đạn SKS nha. Tôi đang ở dưới nhà đây. Cái trời xíu xuống. Giữ hộ nữa không? Có bom nổ ngay nhà tôi không ạ? May là tôi trong nhà không, tôi chết mẹ. Thêm
À lấy đạn xanh ra cho đạn xanh này. Nó lút hết về đường này. FPS tụt hoài luôn. Không là thấy cứ thấy khẩu AK bảo nhé. Tôi sẽ được AK mà tôi có AK rồi. Giờ tôi đang tìm một thứ. Có xe không nhỉ? Bon xa thế đấy. À có xe. Cứ ở chỗ tôi có người nút rồi luôn. Bên đường bên này có nút hết rồi này. Chỗ tôi cơ mà. Bắn M16. Ai mà chưa đạn không? Tôi tầm 333 viên. Tôi đạn gì tôi có hết. Đi kiểm qua kia. Anh thiếu cái băng đạn thôi. À, thêm đúng thiếu. Đi đi. À, lấy xe ấy, ai cầm xe ấy. Số 2 đang là. Lút hết chưa? Ông nào bắn đế ké đấy nhở? Tôi. Có bạn thêm chưa? Chưa. Bảy nhà chưa lút rồi. Ở đây nó lút rồi nhá, đây nó lút rồi đấy. Mấy nhà to lút hết rồi đấy. Cẩn thận. Ui, bò xa thế. Đi. Số 4 đâu rồi? Cho tôi đón này. Tôi lút xong cái nhà này đó ông ơi. Sắp xong rồi. Ông bắn cái đúng không? Ờ. Còn đạn gì không? Đạn sạc còn đạn thôi. Xanh hay đúng đạn rồi. Xanh hay vậy không? Tôi có mỗi cái khẩu này. Ông có cốp chưa? Có rồi. À cốp 8 rồi à? Tôi đạn xanh à. Tôi có ý đạn xanh rồi. Ngang. Bo này phải đi qua cầu kìa. Đi đi vòng được mà. Đấy có ông này giật cái giáp 37 không? Tôi nhớ một cái giáp 37 một xíu mà. Ờ. Kìa kìa. Vào chỗ chấm hả? Vào chấm đi. Bên cái kìa, cái bên phải. Khu nhà. Khu nhà bên này có người đút rồi này. Đến đối bên phải mà. Ừ. Xe chất nút rồi. Đi vào nút đóng cửa cẩn thận trên
nhà đấy. Quá trời đạn mà không có súng. Trước mặt mình à? Đạn gì? Súng gì? AK, AK. Xe máy đến kìa, xe máy lên kìa. Có bị bọn nào sấy đấy. Hai xe luôn kìa. Đó, chơi đồ, chơi đồ, trước mặt mình, chơi đồ, trước mặt mình đừng bắn nha. Trước mặt mình luôn 130 á, SE á. Hai xe máy kìa, bắn đi kìa. Cái xe ô tô ngay trước mặt nè. Đang chạy ruộng kìa anh ơi. Anh ơi này, anh ơi này, đây này, đây này. Đèn mãn kinh lùi vào đây. Lùi 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 ông ơi. Với một tí, một tí mà. Đúng chắc ông ơi. Khu nhà phải bắn mình đấy nhá. Cây hướng 150 cái xe đi lên nè. Cả team cũng chết ở đó rồi á. Còn một thằng đang nóc rồi. Thằng kia nó bỏ bạn nó luôn. Thằng xe máy vừa đi nó bỏ bạn nó luôn. Xe máy đi đâu rồi? Đi đến khu nhà bên phải này. Khu nhà 235 kìa. Nó chạy khu nhà. Giờ nó đi hẳn 3 rồi. Qua dưới qua con lút đồ của mấy thằng bên này nè mấy ông ơi. Đó, cái bắn chỉ con này. Người mà, con người mà. Không không cần tên cẩn thận. Phía đây có người. Bên này có 4 à. Bên này có 4 à. Ở đây có cây nha. Hai thằng ở gốc cây hướng 140. Mà nó bắn ngay. Yếu hết rồi. Một thằng chết rồi nha. Bọn khu nhà bắn thằng gốc cây đâu rồi. Nó yếu rồi nha, nó yếu rồi, hai thằng yếu rồi nha. Có xe luôn nha mấy ông. Cái thằng lồ này giấu súng kìa. Đấy có quầy đấy. Ôi đi bo đi ông ơi, mấy ông ơi, lấy xe đi bo đi, không qua được cầu đâu. Quay dưới luôn đi. À địt con mẹ à mày. Ở đây có cái xe đấy, lấy đi. Không không, nó còn mỗi mình. Có còn mỗi mình đó à. Đốc rồi nha. Còn đồng bố đâu. Không là bắn sai lần nữa. Thôi, không cần tên. 6 cây nhá. Còn thằng nữa, hai thằng mà. Còn thằng, còn một thằng nữa còn. Rồi rồi, xong rồi. Rồi. Đi, mình bắn mà sao mình không được kill. Tôi giết ông ơi. Ai giết đấy? Tôi giết ông ơi. Có vô kìa. Có xe, có xe. Đón ông kia đi. Ê, đón tôi nữa này. Hai của ca lận. Hai đó tôi. Có nhặt được nước không? Không. Tôi đâu có gì cả. Còn mỗi bình nước này. Tôi nhặt ra. Mình cứ vào bó trước đi, Tôi có 6 bình. Tôi có 6 phân lận đi ông ơi. Nhặt nước đi. Nhặt hết nước đi tiến này. Phớt nữa. À phớt thì anh đủ rồi, nước rồi. Đi ông. Đi kịch đi ông ơi. Chạy bên ơi. Ê, chạy đường này vào này, chạy bên phải vào này. Có lại đi con cầu. Có xe ở đây quá trời đây này. Thôi mình chạy xa xa chút rồi. Đã bỏ đầu rồi. Đâm vào đi, không chịu được bo đâu. Ui giời. Bo đi ông ơi. Bo vào nó rút à.
sâu biết đâu, con này còn vào bò sâu mới má, chắc chạy xe vào bò sâu không đâu rồi. Ta sẽ lấy xăng rồi. Vào đi, bò là nhập đầu lắm, đi vào. Xe vào đi ông ơi. Đèn mạnh kinh rồi, xe vào đi. Có thì đâu thì nào đâu mà phải lo à. Địt mẹ nó rút máu này, trên có người nữa kìa. Địt mẹ vãi cả lồn. Bảo vào mẹ mày đi đéo vào. Trên kho này có một team nhá. Ông kia ông có lấy máu không? Có máu. Ông kia chắc lui đi. Chỉ thiếu nước thôi. À, bỏ vào để cố đi đi đâu thì mẹ vãi cái lồn. Bỏ đi ông ơi, bỏ đi ông ơi, chạy luôn, chạy bỏ luôn.